Nhiều bà con chúng ta thích có một giống cây ăn trái trồng trong nhà để ăn. Cây lớn quá thì đôi khi nó lại nhiều tiền, nhỏ quá thì nó chậm lớn. Hiện tại em có cây này, nó phù hợp cho bà con chúng ta đây. Đây là cây sa bô Cần Thơ, phía Bắc mình còn gọi là cây hồng xiêm ạ. Cây bên em thì nuôi chậu khỏe, rễ rất là nhiều. Cây chiết các bà con, nó liền lạc đi lên nè. Cây là đang nụ hoa. Đây, nụ hoa rất là nhiều. Cây nào cũng như thế nha. Về là mình có trái ăn luôn. Đặc biệt có một số cây đang có trái nè bà con. Sa bô Cần Thơ thì nó cho quanh năm và trái rất là nhiều. Đặc biệt nếu mình trồng ở nhà thì mình sẽ có trái cây sạch mình ăn quanh năm ha. Đó, cây quá đẹp luôn chị. Trái nè, nó có trái con trên cây rồi mà nụ nhiều lắm đó. Cô chú yêu thương thì ủng hộ em sẽ giao tận nhà cho mình, số lượng khá là nhiều, chiều cao đâu đó nó cũng gần bằng em, mình tính trung bình khoảng 1,5 m trở lên đi. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị.